À, xin chào tất cả anh chị em. À, hôm nay ô tô cũ Bình Dương xin được giới thiệu đến tất cả anh chị em con xe bán tải Nissan Navara đời 2014, động cơ 2.5, xe hai cầu, máy dầu. Hiện tại thì xe này salon ô tô Đức Bình Dương đang chào giá bán là 425 triệu, còn thương lượng. Anh chị em có thể tham khảo con xe, nếu vừa ý con xe thì có thể liên hệ với mình theo số điện thoại và số Zalo ở trên để mình tư vấn cho nha. Mình sẽ quay tổng thể con xe để anh chị em tham khảo nha. Anh chị em nhìn xem cái đèn pha và đèn gầm của xe đó vẫn còn sáng bóng, chưa có bị lỗi, chưa có bị nứt hay bị mờ gì nha. Nước sơn xe cũng vậy, nước sơn xe vẫn còn bóng sáng luôn, chưa có bị một vết chạy lớn nữa. Nói chung thì có chạy mờ mờ sơ sơ theo thời gian thôi. Vỏ xe này, mâm xe thì vẫn còn quá chất luôn nha, vẫn còn quá ok luôn. Anh chị em xem kỹ đó. Vỏ xe gai với rãnh này, rãnh vẫn còn sâu này, gai vẫn còn cao, mâm chưa có bị gì nữa. Nói chung là mâm chưa có bị chảy xước nhiều hết, cái được tập gì con quay hết rồi, ron cửa. Thì em xem ron cửa vẫn còn ok nha, chưa bị xẹp hay chưa bị rách nha. Mình quay cái phần bên được cái tiếng lơ để cho anh chị em nghe thêm. Loa của xe cách ly đây vậy, cũng chưa bị chảy xước gì hết, vẫn còn đường gân. Salon ô tô Đức Bình Dương cam kết là xe không bị đâm đục, không bị ngập nước, xe cũng chưa từng đẩy tu động cơ và hộp số, đảm bảo giấy tờ hợp lệ và đủ điều kiện để mua bán và sang tên nha cả nhà. Ô tô Đức Bình Dương cũng bảo hành xe 3 tháng bao quay đầu. Anh chị em trong thời gian 3 tháng sử dụng xe, nếu mà xe có lỗi gì thì cứ đem đến salon để salon bảo hành nha cả nhà. Xe mà thấy vừa chân thì cứ liên hệ cho mình để mình tư vấn cho nha. Anh chị em xem video thì để lại cho mình xem một like và một nút đăng ký kênh để tiện theo dõi những video tiếp theo.
Bình Dương cam kết là máy móc riêng theo xe chưa bị thay đổi hay chưa bị bẻ tu hết. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại.